Thưa luật sư Phạm Văn Đôn, sáng nay tại tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành phiên tòa phúc thẩm với anh Nguyễn Hữu Quốc Duy. Luật sư Phạm Văn Đôn xin tường thuật lại phiên tòa này được không ạ? Dạ, sáng nay tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa phúc thẩm xử Nguyễn Hữu Quốc Duy và Nguyễn Hữu Thiên An phạm tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam theo điều 88 Bộ luật hình sự. Thì kết quả phiên tòa là tòa cấp phúc thẩm giữ nguyên bản án sơ thẩm, y án là phạt là Nguyễn Hữu Quốc Duy 3 năm và Nguyễn Hữu Thiên An là 2 năm anh ạ. Qua phiên tòa, luật sư Phước An Đôn có nhận xét gì so với phiên tòa sơ thẩm ạ? Thì cái bản án này thì bản án này đa số là án bỏ túi, cho nên các tham luận mấy thì người ta vẫn tuyên án là chỉ đạo hết rồi anh ạ. Cho nên những cái vụ án chính trị thì rất là khó, phần luật sư bảo chữa rất khó chấp nhận. Luật sư thấy hai bị can ra trước tòa thái độ thế nào ạ? Thì hai bị can thì bình thường, nhưng mà tại tòa thì hai bị can nói rằng mình nhận tội lý do trong đó mỏi mệt quá bị ép phải nhận tội này kia, tại tòa hai bị can nói vậy. Tình trạng sức khỏe của hai anh có tốt không anh? Dạ tốt, hai bị can sức khỏe tốt anh ạ. Xin cảm ơn luật sư Võ Anh Đôn ạ.